trường Đại học Hồng Đức được cấp phép đào tạo tiến sĩ. Giáo viên góp tiền nuôi học trò nghèo. Chậm tiến độ các dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ. Mất an toàn giao thông điểm giao cắt giữa quốc lộ 10 với đường quốc lộ 1A tránh thành phố Thanh Hóa. Sau đây là tin chi tiết. Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép trường Đại học Hồng Đức được đào tạo trình độ tiến sĩ hai chuyên ngành là Văn học Việt Nam và Khoa học trồng cây. Từ năm 2007 đến nay, trường đã đào tạo và cấp bằng thạc sĩ cho gần 300 học viên. Hiện nay, nhà trường đã hoàn thiện tất cả các bậc đào tạo, bao gồm bậc tiến sĩ, thạc sĩ, đại học và cao đẳng. Cũng trong thời gian vừa qua, nhà trường đã công bố quyết định bổ nhiệm chức danh phó giáo sư cho 5 lãnh đạo, giảng viên, nâng tổng số nhà giáo của trường được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư lên 11 người. Nhiều năm qua, 27 cán bộ, giáo viên của trường tiểu học Lâm Sa, xã Lâm Sa, huyện Bá Thước đã và đang đóng góp tiền giúp học sinh nghèo thoát cảnh phải bỏ học. Số tiền này được trích từ tiền lương của các thầy cô giáo. Từ năm 2010 đến nay, nhà trường nhận hỗ trợ hoàn toàn tiền ăn học cho 3 học sinh và phụ giúp một phần cho hàng chục em. Hiện nay đã có một số tổ chức từ thiện cùng nhà trường hỗ trợ các học sinh nghèo ở xa, ở lại ăn trưa. Tấm lòng hảo tâm của tập thể cán bộ, giáo viên đã giúp đỡ rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục yên tâm tới trường. Đến thời điểm hiện tại, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn từ Thanh Hóa - Cần Thơ mới đạt chưa tới 50% khối lượng công việc. Hiện có tới 8 gói thầu của dự án này đang bị chậm tiến độ. Theo dự kiến, đoạn quốc lộ nói trên dài 1.500 km, đi qua 22 tỉnh, sẽ hoàn thành vào cuối năm 2015. Để thực hiện dự án, đã có khoảng 84.000 hộ dân hai bên đường bị ảnh hưởng, trong đó có hơn 5.000 hộ phải tái định cư tập trung. Việc chậm tiến độ này đang gây ra rất nhiều khó khăn đối với việc lưu thông của người dân. Cảnh tham gia giao thông như thế này là thực tế đang diễn ra tại điểm giao cắt giữa quốc lộ 10 và quốc lộ 1A đoạn tránh thành phố Thanh Hóa. Tại đây, các phương tiện di chuyển từ 4 phía đường đi lại lộn xộn và nguy hiểm. Nguyên nhân là do tại điểm giao cắt này, mặt đường được mở rộng diện tích ra rất nhiều để đảm bảo lưu lượng phương tiện lưu thông. Thế nhưng không được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông hoặc xây dựng vòng xuyến để điều tiết giao thông, khiến tại đây luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Trong khi đó, tuyến đường quốc lộ 1A tránh thành phố Thanh Hóa hiện nay là tuyến đường chính phục vụ các phương tiện ô tô, xe khách, xe tải đi tuyến Bắc Nam, giao cắt với tuyến quốc lộ 10 nối khu công nghiệp Hoàng Long với thị trấn Bút Sơn, nên lưu lượng tham gia giao thông tại điểm giao cắt này rất đông. Việc không có hệ thống điều tiết giao thông khiến cho khu vực này luôn trở nên lộn xộn, nhất là vào thời điểm tan tầm. Bởi vậy, tại điểm giao cắt này đã có không ít vụ tai nạn giao thông xảy ra. Tuyến đường 1A từ cầu Ngọt Vin về lên lối giáp canh với đường phân cách ở chỗ lối Hồng Quý, Hồng Quỳ. Bây giờ là xe tải được đa số với xe ca là đông lắm, đông hơn cái đường cầu Hoàng Long. Tôi thấy trực tiếp là 4-5 vụ rồi, đi bệnh viện Hợp Lực mà chưa chết toi. Nói chung là cứ cứu vội thôi. Từ ngày mà giao cắt con đường từ đường quốc lộ 1A và giao cắt với con đường 10, tôi thấy là mấy vụ tai nạn liền là rất nguy hiểm. Mà bây giờ là đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền là phải đề nghị là làm đèn đỏ, dựng đèn đỏ và có một cái bùng binh ở giữa để cho giảm bớt tốc độ. Mặc dù chưa có tai nạn nghiêm trọng gây chết người, thế nhưng những vụ tai nạn giao thông xảy ra chỉ chưa đầy một tháng qua tại điểm giao cắt này cũng là mối cảnh báo lớn đối với an toàn giao thông tại khu vực. Có lẽ, ngay từ lúc này, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng khảo sát và sớm có những điều chỉnh hợp lý, bởi nếu tình trạng này vẫn tiếp diễn thì tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.